Ôi, chào mừng mấy bạn quay trở lại với phần tiếp theo của series này. Lần trước thì mình đã xây mô hình điện phân và sẽ chuẩn bị khai thác cái mặt núi lửa của bán này. Thì ở đây mình bấm chân không xong rồi, nhưng mình có thể là tháo này, phá này ra luôn. Và nó sẽ tạo ra hơi nước ở đây. Và ở đây có băng thì sau này nó sẽ tự tan ra thành nước và tạo thành hơi nước luôn. Ở đây mình làm một cái cổng nước rồi. Thì chỗ này mình sẽ bơm một ít chất lỏng khoảng là 30 gram chất lỏng, là mình sẽ bỏ thủy ngân, dầu thô đi, mình sẽ bỏ dầu thô vào đây và mình sẽ bơm một mình làm một cái cổng, mình sẽ làm ở đây một cái chỗ chân không và sau này cho thằng đề vào để phân tích luôn. Thằng đề nó sẽ đổ 30 gram dầu thô vào đây. Và mình sẽ xây bên này chéo một cục gạch nữa là mình có thể tạo được một cái cổng chân không và mình có thể bắt đầu bơm chân không ra ngoài, bơm hết chất khí ra ngoài. Ở đây mình sẽ xây hai cái máy bơm, chỗ này chắc là cũng ngắn thôi. Ở đây mình sẽ xây van cao áp luôn này và đổ dây điện vào. Ở đây mình sẽ dùng toàn bộ là quặng sắt để đảm bảo là nguyên liệu rẻ, tại vì mấy kim loại kia thì mình chưa có. Hy vọng là thằng Joshua này làm nhanh, tại vì nó cũng sắp phun trào rồi. 11 kỳ mỗi giấy Coban, Morton Coban. Đây là cái mặt kim loại lỏng Coban, sau này là nó sẽ tự động là. Ở đây mình sẽ xây một vài tấm băng biển để lúc nào nó phun trào một cái là nó sẽ tạo ra hơi nước luôn, thì để tránh tình trạng nó trong này nóng quá. Hiện tại là mình vẫn chưa nghiên cứu được cái tu bin, nhưng mà mình có đủ nhựa rồi. Lần trước thì mình đang sản xuất nhựa từ cái Netta này, thì giờ mình sẽ bắt đầu cố gắng là đi tìm cây băng để mà nghiên cứu. Mình nhớ nhầm thì mình có một cái băng ở trong hành tinh này. Ở đâu rồi á? Tòa nhà nào tan chảy đấy. Đúng rồi, nó ra nước biển này, sau này nó sẽ từ trở thành được hơi nước và để lại muối. Mình nghĩ lượng hơi nước này chắc là cũng đủ, băng trong này nhiều lắm. Cái mặt này nó sẽ bị có áp suất ở nhiệt, cái áp suất hơi nước trong này là trên 150 kg thì nó sẽ bị có áp suất. Ở đây mình sẽ tìm hạt giống hàng tức có hai hạt, thì mình sẽ tẩy nguồn điện chính của mình và mình sẽ xây ở đây một cái hệ thống để mà có thể mình sẽ xây một cái trạm. Xây một cái trạm ở đây, một cái trạm mình sẽ xây cần có hai cây, ở đây mình có hai hạt. Hai hạt thì mình sẽ xây hai cái này. Ở đây mình sẽ xây một cái cửa, cái chậu cây này hơi bị đâu ra, mình sẽ xây. Mình sẽ hủy cái này, sau này mình sẽ xây một cái máy phóng xạ ở đây, máy bức xạ này. Ở đây sẽ có hai cái băng và mình sẽ có một cái máy để mà thu, máy thu hạt này. Thì nó sẽ thu hạt, đảm bảo là cái chỗ này sẽ là cái chỗ để mà nhận phóng xạ cao nhất, thì mình sẽ xây kiểu như vậy. Chỗ này xây qua cửa cũng được này. Đó, ở đây mình sẽ xây cái hệ thống tự động trước, thì cái cổng này nó sẽ cái này nó sẽ điều khiển cái máy bên này, thì mình sẽ xây một cái cổng nót là nó có thể điều khiển được thôi. Cái này đơn giản, hệ thống này mình xây nhiều lần lắm rồi. Đó, mình sẽ tắt hai cái máy này.
Ở đây mình sẽ có một cái thùng chứa. Ở đây mình sẽ có một cái hệ thống là máy gấp vật liệu, tại vì tụi để mà tới chỗ này là nó sẽ bị bẩn lên, tại vì tụi này phóng xạ cao lắm. Ở đây mình sẽ có một cái thùng để mà chứa quặng uranium, tại vì cái máy này nó sẽ dùng quặng uranium để mà hoạt động. Đó, đơn giản như vậy thôi. Cái này phải nối dây điện nữa. Đó, cái hệ thống này là hệ thống cơ bản. Ở đây mình sẽ phá thang này, khó chịu quá. Đó, thằng đề rụt cuộc cũng làm xong rồi. Ở đây mình sẽ theo dõi cái cô bán. Được 350 kỳ rồi. Đó. Như vậy là lần ngủ đông tiếp theo là 52 cycle, tức là sau 50 mấy ngày nên mình cũng có một lượng vật liệu nhất định. Trong này có khả năng là mình sẽ dọn dẹp hết luôn, tranh thủ dọn dẹp. Dọn dẹp mấy cái này. À không, mình sẽ dọn dẹp nhưng mà để băng lại. À, có thể hóa lỏng. À, mình sẽ để có thể hóa lỏng lại. Đó, như vậy. Cái này cũng sắp hết rồi. 170.000 kcal mà đổi cái gì? Trong này mình sẽ để quặng kim loại là quặng cobalt. À, quặng uranium. Cobalt đâu ra? Quặng uranium. Và cái máy này, mấy cái này mình sẽ cho không cho tụi điện sử dụng thủ công. Còn đầu game thì phải cho sử dụng thủ công. Cái này mình sẽ cắt lại, tại vì mình muốn cái máy này nó sẽ sử dụng điện. À, cái này mình sẽ cho nó bay qua bên này. Và đây mình sẽ dùng một cái máy để mà có thể điều khiển cái hướng. Cái máy này máy chuyển hướng hạt. À, cái máy này sẽ xây ở đây và nó sẽ bắn qua bên chỗ khu vực này. Mình thiếu dây điện lên đây rồi. Hy vọng là tụi đề nó sẽ nghiên cứu nhắn thôi. Cái này mình có thể là bỏ qua đây để tụi đề làm việc nhanh hơn. Cái cục này bỏ đây thì cũng có tác dụng mấy đâu. À, như vậy là xong. Ở đây mình trồng hai cái băng nữa. Ở đây mình sẽ bỏ một ít quặng, trong này có một tấn quặng uranium thì mình sẽ bỏ 2 tấn. Và cái cây băng này nó sẽ dùng quặng phosphat. Quặng phosphat. Cái này nó nằm chỗ nào á, nông nghiệp à? Quặng phosphat, mấy cây băng này nó sẽ dùng quặng phosphat để mà trong cái máy này nó sẽ làm toàn bộ cái đó cho mình. Ở đây mình sẽ xây một cục gạch để đảm bảo là tụi đề không có chạy qua bên này. Lúc cái máy này hoạt động thì phóng xa cao lắm, tụi đề chạy ngang quá thì có thể là sẽ bị bệnh là có thể tử vong luôn. Bệnh này bệnh nặng lắm. Chỗ này gần chân không là đường lượt ở đây lên 10 độ rồi, thì hy vọng là nó sẽ giúp làm cô bán của mình đó. Sau 17 giây này, mình sẽ thấy cô bán của mình này. Cô bán mình sẽ để ngay khu vực này. Đó. 907 độ thì từ từ nó sẽ làm nóng nước này. Và hy vọng là trong lúc sao ít vậy? Được có 370 kg thôi hả? Cô bán được 600 mỗi lần phun là nó được 301 kg. Con ngồi sức luôn. Đó, mỗi lần phun là nó sẽ được 301 kg, thì mình sẽ chơi cho nó làm mát đấy. Cái chỗ này series trước thì nó bị lâu chất lỏng và mình sẽ phải vào đây mình sửa rồi. Đơn giản. Ở đây thủy ngân. Vừa rồi là nó bị cái chất lỏng thủy ngân nó rớt trên này xuống, không biết sao. Dưới này thì mình đang làm một cái hồ chứa. Có nhiều loại chất lỏng đó và mình đang cố cho tụi đề nó đào vào chỗ này.
và sau khi nước nước sạch nó chảy qua đây thì nó sẽ làm cho nước bẩn này không bị bốc hơi nữa. Ở đây là cái kho chứa khí ga tự nhiên của mình, từ đầu game tới giờ là mình đang dùng cái chỗ này. Đã hóa cương đây mà sao cái trả lưu giờ tới hoài mất thời gian ghê vậy ta. Sau này mình sẽ cho tôi để nó đào qua bên này và xây thang xuống dưới. Đó, đào xuống như vậy không cần gấp đâu, cái này mình làm cho vui thôi mà. Sau này mình sẽ đào chỗ này ra luôn. Đó, kiểu như vậy đào ra cho gọn, chỗ này cũng đào ra luôn. Đó, trong lúc mình chờ quảng cố bán của mình, sau này bán này nó sẽ tá nữa thì mình sẽ lo về cái chuyện là nhiệt độ ở đây quá cao, thì mình sẽ chỉ tập trung vào chỗ này sắp thành chân không rồi này, mình sẽ chỉ tập trung vào cái việc là nghiên cứu thôi. Ở đây mình sẽ trồng cây băng, ở đây mình có hai hạt giống thì mình sẽ trồng, và trong lúc đó thì mình sẽ còn xuất phát sang từ này làm gì đó thì sửa đâu à. Sửa thì sửa lè mà ra. À, mấy bạn sẽ bắt đầu thấy phóng xạ ở đây nguy hiểm đáng kể đó. Tụi nó lấy quăng này để đi trong cây à. Thằng này sửa nè. Rồi chỗ này mình sẽ không cho chạy vào nữa để đảm bảo là tôi đi nó sẽ không bị thương. Và mình sẽ bật lên. Đó, cái máy này nó sẽ có đề phòng xa mạnh lắm, nguy hiểm đáng kể. Cái đây là nó thu thập được tới 140 trên 1 ngày thì hy vọng là nó sẽ nghiên cứu nhanh thôi. Mình sẽ nghiên cứu những cái cần thiết trước, là cái cái tải tạo năng lượng là điện mặt trời này, cái này pin năng lượng mặt trời này, và máy bơm chân không đó. Với cái này nữa, cái này nữa, và mấy cái này là mấy cái nhất thiết cần thiết, và sau cùng là cái này. Và hy vọng là mình sẽ nghiên cứu được 4-5 cái đó trong một lần thôi, và trong lúc đó thì mình có thể dọn dẹp chỗ này. Chỗ này cần phải dọn dẹp nhiều đó. Nước ở đây mình đem ra, nước trong này là nước bẩn, nước biển và nước trong này cũng vậy. Sau này mình sẽ cho điện phân hết, nối thẳng xuống như này. Và sau này mình sẽ nối thẳng cái đường ra xuống như này và cho vào đường này luôn. Trước tiên là cho nó bơm hết nước chỗ này đã. Sau này mình sẽ đào những này ra hết. Tháng chỗ này cũng cần vào đó. Cái khoan đào nè. Tại vì mình muốn đào trên này trước. Đào gọn ra. Tôi để có thể đào lên được 4 ô thì mình xây tháng như vậy là hợp lý rồi. Đào xuống 3 ô. Đó, toàn bộ nước đã vào ô chữa này. Sau này mình sẽ nén mấy cái nước này lại luôn. Ở đây có bình chữa cháy này. Lúc nào cháy nhà thì mình sẽ dùng. À, ở đây cái này gì? Có data bank nữa. Chút nữa mình sẽ phải xử lý cái động này, và mình chỉ cần xây một vài tấm tản nhiệt băng vào thôi là nó sẽ hút hết nhiệt trong đó ra. Cái đó thì dễ rồi. Ở đây mình có ethanol, thức ăn thì mình vẫn còn nhiều. Tôi để sao nó không tắt ta. 163 nha. Tiếp tục như vậy là vẫn tốt. Nước ở đây mình có khá nhiều rồi đó. Cái mặt này nó cũng hoạt động khá lâu rồi, tháo mà được mà sai luôn. Của bạn của mình là được 600 kg, sao tệ ghế vậy ta. Mỗi lần phun 11 kg trên một giây, chu kỳ phun trào là 27 giây.
lưu lượng trung bình là 366 gram trên giây à, sao tì ghế vậy, 3 × 2 bằng 370 gram mà nhân cho 27 giây à, phản thế, làm sao để tính được cái này? À, quay trở lại thì mình vẫn đang có một cái lượng chất nectar tự nhiên từ trong chỗ này. Bên này chắc mình cũng phải qua đây đào á. Cây này là cây tự nhiên thì cũng có lý do gì mà mình không có khai thác hết á. Cái này gọi là hàng miễn phí. Mình sẽ đào xuống đây. Đó. Đây cũng phải đào cái cây ra, đào nhánh ra thôi. Và sau đó mình sẽ đào qua tới bên này. Và cái cây này sợ nó sẽ chết này thì không sao cả, đào qua tới bên này và từ đây có thể lên đây đào cái này ra và mình có thể bắt đầu tiếp tục là xây ống. À, kiểu như vậy mình sẽ đi thẳng lên trên này và nối ống vào đây và như vậy là mình sẽ được một đống đồ miễn phí. Cây này mình hiểu sao, đào này ra đây, thang này mình sẽ xây lên đây, đó, như vậy là được. Ở đây nó bị mấy cây này lấp, dẫn tới là việc là nó không có thể, tôi để không thể vào xây được, chục nó rặn thì nó lên làm thôi. Đây, chỗ này chân không rồi thì sau này mình sẽ xây tua bin ở đây, phá này ra và sau đó mình sẽ dọn dẹp hết luôn, móc chỗ này luôn, mỗi lần là 300 kg tiểu á. Chỗ này đào ra luôn, chỗ này đào ra luôn, chỗ này đào ra, sau này chỗ này mình sẽ đào ra luôn và nước sẽ chạy xuống như này, con này sẽ được mà chạy lên đây ra, chuyển, con này sau này mình sẽ chuyển qua trang trại này, chỗ này mình sẽ tranh thủ chút nữa mình dọn dẹp hết luôn, mấy cái đồ nên gớm quá, lúc nào rảnh thì tôi để sẽ phải làm, chứ không thể để mấy con này trong đó được. Cục đá này thì dọn dẹp bình thường được. À, sau này mình sẽ xây một cái bếp ở khu vực bên này, có thể là khu vực này, tại vì mình xây đồ vào đây rồi. Thì sau này có thể mình sẽ làm một cái bếp ở khu vực đâu đây, hai ô này, hai ô này giữa làm bếp là chuẩn đó. Cái này là cần phải có thời gian, đoạn được nó ra đây nè. Cô ban còn 48 kg thôi hả? À 48 độ, nên vậy mình chuyển đi ra ngoài đây là đẹp. Bốn mươi mấy độ. À, cô ban này sợ 47 độ là nhiệt độ vừa phải để mình có thể dùng. Còn ở đây là nhiệt độ xuống nhanh lắm, chục nữa bắn ở đây nó tan nữa nên mình sẽ không lo. Đó, nước ở đây nó tạo thành muối rồi này, tạo thành hơi nước và tạo thành muối thì mình sẽ tranh thủ dọn dẹp luôn. Ở đây mình sẽ xây một vài cái thùng để mà có thể dọn dẹp nước này. Ở đây mình sẽ chọn chất lỏng mức độ 4 và chỉ chữ đồ dọn dẹp bấm sao chép cài đặt. À, như vậy xong. Đó, như vậy mấy bác thấy chứ, như vậy là mình sẽ có cô bán miễn phí để mà dùng. Chỗ này chân không rồi, tiếc là mình có mấy skin của bên game này mà trên chỗ Epic Game của mình skin nhiều lắm nhưng mà tại vì chơi bản cái này là cái bản beta nên mình phải
dùng ác của thằng em để mình chơi. Cái này sau 0,5 ngày nữa, cái này cũng sắp nhiệt độ xuống nhanh này. Thằng cô bán này dẫn nhiệt cũng khá lắm này, mấy bạn coi này, đồ dẫn nhiệt của tôi 100 ngàn là bằng thẹp luôn á. Còn thẹp là có 85 ngàn. Game này là một thằng nhôm, thằng nhôm là nhiều nhất đầu game nhá, đầu game giữa game là thằng nhôm là dẫn nhiệt tốt nhất này. Tiếp theo là thằng cô bán này, thằng này thằng đứng thứ nhì đấy. Tiếp theo là gồm có thép, thép niobium, đồng vàng, đồng vàng bằng nhau. Đó, mình sẽ cho cái cô bán này ra ngoài luôn. Tụi này làm việc trên này xong có đứa nó làm ta. Lúc trước mình xây ở đây một cái mặt cái chỗ để mà cái này phát ra này, để cho tụi đi chạy lên đồ bảo hộ, nhưng mà giờ mình cần dùng nữa. Và trên này dùng làm như thiệt rồi đó, xây dựng đào. Mình sẽ cố gắng là khai thác cái nhiều nhất có thể. Tại vì tại sao mình phải đào cái chỗ này ra? Cây này là cũng là một trong những nguồn thu nhập chính nhựa của mình. Sao mình là đi đào ta? À không, tại vì mình đào dưới này thì cây này có khả năng là nó sẽ rớt xuống. Đào đi. Sao làm ấy? Xây đây một cái cửa mà cho tụi đi nó làm lúc nào xong việc thì thôi mới cho về. Tụi này rảnh việc lắm. Cái thằng này đã lên, đã xuống, ở lại, không có đứa nào về ra này hết á. Chị tới giờ ngủ rồi ta. Mẹ cái tụi này ghê à. Không có đứa nào về hết đó. Có mưa sao bắn. À, lên làm tiếp đi. Nó về thôi, cho nó về. Tội. Như vậy là bác ép sức lao động lắm được. Chỗ cây này chắc lắm được rồi. Tại vì nó sẽ không có ánh sáng nên mình cần phải xây cái ống qua đoạn này cho tổn công. Rồi mấy bác thấy chứ, từ cái đống cây này mà mình đã sản xuất được tới 1 tấn rưỡi nectar và thêm nhựa 2 tấn 2. Quá xịn luôn. Ở đây mình nghiên cứu tới đoạn nào đó. Đó, tôi pin xong rồi này. Đó, xịn chứ. Rất là nhanh luôn, thấy vậy thôi. Uranium nghèo, sau khi mà cái máy này hoạt động được xong, nó dùng quặng uranium tạo ra bức xạ, phóng xạ. Và sau đó nó sẽ, cái này mình cũng nên mức độ 8 cao lên. Tại vì mình muốn thằng đề nó phải làm việc chỗ này nhanh nhất có thể. Cái máy này có bao nhiêu? Và chỗ này sẽ bắt đầu từ từ hết này. Đó, cũng sắp xong rồi đó. Còn một thêm một giọt nữa là được. Chỗ này phóng xạ khá lớn nên mấy bạn cũng phải cẩn thận nhé. Mình có thể xây ở đây 2 cục. Đó, như vậy là cái nghiên cứu tiếp theo xong rồi đó. Này, cái này pin thông minh, và sau này mình sẽ xây một cái máy để mà chế tạo thủy tinh ở trong khu vực này. Tiếp theo thì mình xây tua bin được rồi. Đó. Ở đây mình sẽ dùng thủy ngân khoan. Thủy ngân. Mình coi là thủy ngân này, chất rắn thủy ngân này nó sẽ đóng băng ở nhiệt độ là ấm 38 và nó sẽ dưới ấm 38 thì nó sẽ chảy ra. Và tức là mình sẽ dùng cái đó mình xây đồ cũng được đó. Thủy ngân bên này này. Ấm 38 nhiệt đóng thì tức là cục thủy ngân là nó, cái này nó đóng lại ra kim loại. Kim loại là bằng thủy ngân thì nó phải ít nhất là ấm 38 độ C. Cái đó mình làm được rồi. Thì như vậy là mình sẽ phải xây tua bin bằng coban. Đúng rồi, coban là kim loại miễn phí của mình. Thì mình sẽ xây qua hướng bên này, xây đây một cái nữa.
sau này ở đây nếu ví dụ mình xây đây một cái thì mình có thể xây bên này một cái nữa. Đó, như vậy hai cái ống này mình sẽ phải bắt buộc là xây bằng cái này mình sẽ xây qua bên này, xây như vậy là lỗi rồi. Cái này sẽ đi thẳng xuống đây làm mát cho cái hệ thống, một cái máy làm mát thức ăn bên này, thì mình sẽ xây kiểu như vậy. Còn cái máy này sau này mình sẽ xây hai cái, thì mình sẽ cần một cái mặt cầu. Ở đây có gốm rồi, mình sẽ dùng gốm để mình xây. Chỗ này thì chỉ cần đá mắc ma là được rồi, và nước sẽ được đổ thẳng xuống như này để làm mát khu vực này. Đó, như vậy. Tiếp theo mình sẽ phải chạy dây điện chính, là sau này mình sẽ, hiện tại mình chưa có chi đâu nên mình sẽ dùng cái dây này để chạy thôi, thì sau này nó sẽ chạy như vậy. Sau này có thể mình sẽ xây một cục pin bằng thép ở đây, xây tạm như vậy thôi để có điện mới chạy đã. Và trong này mình sẽ có một cái cảm biến nhiệt để đảm bảo là cái này nó sẽ điều khiển mấy cái tua bin này của mình, là nhiệt độ ở đây sẽ phải luôn luôn được duy trì một cái mức độ nào đó. Nếu mà nó cho tua bin chạy nhiệt tinh quá thì có thể là dẫn tới việc là hư đồ của mình, hư mấy cái này. Đó, như vậy. Và như vậy là mình đã nghiên cứu xong cái này. Tiếp theo là máy bơm. Mấy bác thấy nhanh không? Rất là nhanh. Mình cái mình cần duy nhất là cái biết cách để mà làm. Đó. Lúc đầu mình dài cho mình xây một cái nữa vào đây thì tha hồ. Chính xác luôn. Mắc gì mà phải tiết kiệm điện. Không cần phải tiết kiệm điện làm gì. Khoan. Cho thì cái này nó được thêm một lần nữa đã. Nó bắn vào đây. Ở đây mình sẽ xây một cục pin to nữa để đảm bảo là nó cái hệ thống này nó hoạt động đúng hơn. Tại vì nếu mình xây đây một cái nữa thì cái máy, hai cái máy này mà nó cũng hoạt động đúng á, thì có thể là dẫn tới là tình trạng là bị thiếu điện. Rồi như vậy là xong. Mình sẽ cắt cái này ra, là mấy cái này nó sẽ bị tắt, và mình sẽ phá cái này ra, phá thùng này ra. Và mình xây làm cái cây này qua bên này. Cái này mình sẽ xây thêm một cái nữa. Rồi, như vậy là được. Mình sẽ chờ tôi để tới làm việc thôi. Cái này mình có thể phá ra. Tập trung vào. Vậy này xong rồi, đứa nó làm ta. Rồi, xây cái này qua đây. Xây vào, cái này xây thêm một cái nữa. Là mình sẽ tăng tốc cái mà để nghiên cứu nhiều hơn. Đồ bảo hộ thì còn một cái hư rồi, không sao cả. Sao chẹp cái đặt. Cây nó sẽ từ trong. Cái này mình sẽ không cho tôi đề. Không cho tôi đề tới bọn phấn đâu. Cái này mình sẽ đặt nâng mức độ cao lên. Ở đây hiện tại là phóng xạ cũng hơi bị nhiều đó, nhưng mà do là cái máy này phạm vi lớn. Ở đây mình đang dùng đã dùng nhá mà. Và sau đó mình sẽ cho thằng kỹ sư xây cái này mức độ 6. Cái này mức độ 9 nhưng mà không có thằng nào làm hết. Thằng bớt đang làm. Mình muốn ra bản cập nhật chính thức để mình có thể chơi lại, và mình sẽ dùng skin đồ mình đó. Skin ít mình cũng muốn xây. Bình thường là mình sẽ chủ trọng cái việc mà trang trí cái tường xung quanh. Cái này mình sẽ click vào đấy, mình thấy thằng này cũng có ít tường đấy, cái tường màu đen mà đẹp nhất là anh có. Rồi, cái này mình sẽ bắn qua như vậy, và cái này mình sẽ nối lại.
Và như vậy là ở đây 132, 126 là 206 mỗi ngày. Xin đó, mỗi ngày là nó sẽ được 206. Đó, thằng kỹ mấy đứa này sẽ cung cấp vật liệu và thằng kỹ sư của mình sẽ vào xây. Cái cây cảm biến này mình sẽ đảm bảo là lúc nào trên 140, lúc đó nó mới cho cái tua bin này hoạt động. Tại vì tua bin này hoạt động ở nhiệt độ 125 độ C, nó sẽ hút hơi nước từ phía dưới lên và xả ra nước 95 độ C và làm mát phía dưới. Đó là cái nguyên tắc hoạt động của cái tua bin này. Cái tua bin này sẽ cần kim loại tinh chế và nhựa để mới xây. Thì nhựa mình đã có rồi. Mình sẽ có thì mình có gì vối 150 kg. Sau này mình sẽ xây một cái máy để mà chế tạo thêm, chế tạo sau này có điện nè. Mình sẽ dùng mình có một ít ống nhôm ở đây, nhôm đâu rồi, 1 tấn. Mình sẽ xây đường ống nước và mình sẽ tinh chế thép, tiếp tục là tinh chế thép. Cái này sau này mình sẽ cần phải có một cái tua bin để mà một cái máy làm mát chất lỏng và làm mát cái động tua bin này. Có thể mình sẽ xây 2 cái ở đây luôn. Có cái máy này nó làm mát rồi mình sẽ lo về chuyện hư. Nhưng mà mình cũng phải để về cái áp suất hơi nước. Sau này mà máy nước này nó bốc hơi thì mình sẽ phải để ý cái áp suất này. Nếu quá thì cái mặt nồi lửa của bàn này nó sẽ không bao giờ hoạt động được. Mình sẽ tăng lên 70 để đảm bảo là hoạt động hiệu quả và nó đủ điện để mà gắn cái hệ thống này của mình. Đó, như vậy là mình xây xong máy bơm rồi này. Tiếp theo là nó sẽ qua cái này xong và cái vật liệu này rất là quan trọng. Cái này là một trong những cái mặt tự động hóa để mà có thể là giảm nhiệt trong cái hệ thống băng tải á. Mấy bạn mà chơi game này lâu thì mấy bạn sẽ biết đó là cái một trong những là cái hệ thống quan trọng lắm. Đó, trong lúc đó thì có thể mình sẽ dùng nước lạnh này. Ở trong này mình có rất là nhiều nước lạnh này. Thì mình sẽ có thể bơm ra và cho nó chạy qua đây. Mình chưa cần phải xây tua bin liền đó. Mình có thể cho nó chạy qua đây, chạy khoảng vài vòng. Mà nước giảm nhiệt thì mình sẽ cho một cái hệ thống tự động hóa cảm biến chất lỏng và đưa nước ra ngoài và vào hệ thống điện phân này của mình. Sau này cái hệ thống này cũng sắp hết rồi. Hy vọng là đừng hư nữa nhá. Bơm thủy ngân vào nữa là xong luôn. Trong lúc đó mình có thể cho tôi để quẹt mấy cái này ra đây. Mấy cái này là mấy cái nguy hiểm lắm. Có thể mình sẽ cho thằng đề nó vào đấy, phá chỗ này ra và quẹt cái chỗ ethanol này luôn. Mấy cái này là nguy hiểm tới việc là ethanol mình chạy xuống như này, cái máy bơm này bơm. Hiện tại là mình có thể dùng cái máy bơm băng bót này ra. Cái máy bơm này là mình có thể chọn được cái loại chất lỏng nào cái bơm này sẽ bơm, nhưng mà thôi, hiện tại là mình vẫn đang trong tâm kiểm soát, mình sẽ ăn lo đói nè. 190.000 kcal thì sẽ ăn sợ đói đó. Cái nào là bạo động sai đó. Sau này mình sẽ trồng cây grapefruit vào đây. Ở đây vẫn còn nhiệt độ lắm đó. Mình sẽ dọn dẹp cái băng này ra luôn. Có thể hỏa lỏng cho nó vào đây luôn. Chỗ này chắc chắn là sau này nó sẽ có thể là nó sẽ bị vỡ. Nước sau này nó bị tràn ra một cái là nó quá đúng sao. Chỗ này là nước sạch thì nó tràn qua đây thì nó cũng chảy ra ngoài thôi. Hoặc là mình có thể xây một gạch ở đây, gạch để đảm bảo là có một lượng nước nhất định, không có do chất khí trong này bốc hơi. Và cũng đúng là mình sẽ phải xây thôi chứ lỡ xui nó quá áp suất là nó làm hư cái điện này của mình một cái là xong luôn. Cái này sắp xong rồi. Đó, nước ở bên này vẫn còn mát lắm, tại vì băng nó vừa tan hết luôn á, băng tan rồi.
nước ở trong này cũng nhiều lắm, thì có thể là mình sẽ hạn chế cho tủy đề nó dọn dẹp băng vào đây, và sau đó mình có thể bỏ một cái thùng chứa và cho tủy đề dọn dẹp mấy cục băng vào đây, tại vì lượng nước này nó sẽ không đủ để mà làm mỗi ô này 140 kg đó, nước này ít quá. Cái này mức độ 4 thôi, sau đó tôi rặn thì nó có thể được quẹt giòn mấy chỗ này, quẹt giòn như nó được không mắc. Để ethanol phá chỗ này mình sẽ đào ra luôn, sau này mình sẽ xây một cái thang quá như vậy. Ở đây mình có đá sa thạch thì mình sẽ xây thang bằng sa thạch cho tụi đề nó làm cho nhắn chỗ này phá ra lại đổi nữa. Parker Bosco ngang. Đây mình sẽ cho đưa chữ đồ dọn dẹp và có thể hóa lỏng. Có thể hóa lỏng nhưng mà bằng bẩn thì mình sẽ cho vào này. Và cái CO2 hóa rắn cũng cho vào luôn. Nó có thể là làm bị hư đồ của mình. Cái này mức độ 5 cũng được không sao cả. Mình sẽ bỏ thang vào đây, sẽ phá dây điện, đào chỗ này ra, sau này mình sẽ xây dây toàn bộ điện vào trong khu vực này, hoặc là có thể mình sẽ xây thêm một cái nữa, không biết tính đường nào nhưng mà chắc chắn là sẽ phải xây chứ không thể là để phía ngoài như vậy được, đứa nào cứ đổi hoài vậy. Bắn ở bên này dọn dẹp sạch trước, còn nó đang cố gắng là nghiên cứu nhánh thì phân bọn này. Mình sẽ phải tắt cái hệ thống tự động này và mình sẽ xây một cái thùng khác để chứa quặng phốt phát để có thể bọn cho được cây này, tại vì hiện tại là nó đang đôi ít quá. Chỗ này sắp xong rồi, xong cái này nữa là xong. Ở đây mình còn thiếu một cái trạm, cái trạm giả lập này mình sẽ phải xây chỗ nào đó, có thể là xây ở đây đấy, nửa dây vào. Cái này mình sẽ bỏ quàng trong cây trồng này, nông nghiệp, quàng thực phát. Chỉ cần 3 tấn. Của bạn của mình hiện tại là có 1 tấn 3 rồi. Như vậy là cái cục này nó rẽ qua đây hay đấy. Nổi này vào lại. Cái cọng CO2 nó khỏi chiều ghế. Cái đá tuyết trắng này mình sẽ dọn dẹp. Bên này thì tôi để nó nhạt đi dọn dẹp á, chỗ này thì không thể ai làm gì luôn. Được ở đây mấy bụng với mấy đồ đó, từ từ là nó sẽ dọn dẹp xong.
là mấy cây này nó bắt đầu trồng được khá nhiều rồi đó. Mình sẽ xây từ từ ở đây, nó sẽ phát triển cành, thêm cành. Bên này cũng đây 2, 4, 5 cành. Cái cành cành nó đang phát triển. Mình sẽ xây đây một cái thang, đây một cái. Tiếp tục mình sẽ xây đường ống qua bên này. Đường ống thì cắn thuộc xây thôi. Đó. Tiếp này sẽ phải xây thang qua này. Đó, như vậy là tôi để có thể nhảy qua. Qua đi xuống đây xây. Đó. Như vậy là mình sẽ có thêm một ít nữa. Thì càng nhiều thì càng tốt thôi. Mấy cây này bao giờ là dư. Xây đường ống vào đây này. Cái cây này sao làm vậy ta? Mình tưởng mình xây đường ống vào đây rồi mà nhưng bắn. À, mỗi lần bắn rơi á thì mấy cây này nó sẽ được tạo ra. Có mấy cây là mình chưa từng thu hoạch luôn. Mình sẽ tập trung xây mấy đường ống này trước để đảm bảo là có nhiều cây ra cho mình. Thức ăn 197.000 rồi. Đó, giờ tôi để rằng thì nó có thể bắt đầu đi dọn dẹp. Khu cái này sao quả dọn dẹp nhé. Dọn dẹp chỗ này ra. Sau này mình sẽ trồng cây trồng thủ coi trong. Sao sẽ cài đặt. Mình sẽ bỏ một cái thùng ở đây. Thùng này dùng để chứa lưu huỳnh. Sau này mình sẽ đào ra và có thể là có lưu huỳnh đó. Cái cây này sẽ cần ethanol. Mấy con hươu của mình vẫn ngon được này. Mấy con này bỏ trong nuôi trong nhà thì nó sẽ ấm nhà. Được của mình vẫn đang sắp xong này. Được mũi à. Nhìn giống thủy ngân á. Mình sẽ xây một lớp gạch ở đây. Để đảm bảo là nước nó dồn lên cho cái mái bơm này. Bơm. Để xây lại một cái gạch. Và sau trong này ethanol sau này mình sẽ dùng để mà trồng cây của ban tầng 6 19, 18, 17. Cái này nó dẫn nhiệt tốt nên nó cũng tiếp xúc với môi trường xung quanh khá nhanh. Nhiệt độ nó lên luôn, hay nhá. Mỗi lần phun có được 300 kg tỳ ghế luôn à. Tức là nó sẽ phun 42 x 300 là 6 tấn. Tổng cộng một lần phun mà có được 6 tấn. Quả tề luôn á. Sao game lắc ghế ta. Ở chỗ này, à bên này còn nữa. Mình sẽ cố gắng là thu hoạch hết luôn. Cái đồ giờ miễn phí nên mình phải xài cho nhật kinh. Đó. Chỗ này. Mình xây thang lên. Đó, như vậy là đi được rồi. Chỗ này mình đào ra. Tại vì mấy cây này nó cần phải được đào ra trước khi là nó có thể. Nên mình sẽ đào ra sau. Rồi chứ gì được 2 tầng 6 nữa rồi. Thì mình chỉ cần nổi ống này vào và tiếp tục là mình được sản xuất nhựa thôi. Nét tan này dùng để làm gì nữa ta? Nét tan này tạo ra đường. Hơi được qua đường à. Thôi
pre-plastic, chất lỏng. Nó có nhiệt dung riêng rất là lớn, giống y chang nhựa luôn. Thì cái này dùng để sản xuất đường mà chẳng ai mới dài đi sản xuất đường bằng cái này đó. Uống á. Rồi, giờ như vậy là mình sẽ tiếp tục sản xuất nhựa đấy. Chỗ này mình nên cho tôi để tập trung vào một chút. Giờ game chơi gì thì lắc 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 ghê vậy ta. Đây là nước nước biển, bên này là nước muối. Hai cái này là nó sẽ khác nhau này. Cây đã chết trung thu. Cây lành quá chết luôn. Ở đây mình sẽ bỏ cái quặng tiêu dùng tạp nhám, lưu huỳnh là tạp nhám mức độ 4. Thì sau này tôi để nó sẽ bỏ lưu huỳnh vào đây và cho mấy cây này nó ăn. Đó, về cơ bản thì mình đào này ra. Đào cái này ra và lục sạch cái này. Vậy là có thêm địa mềm. Ở đây có động địa mềm này. Đó, tôi để nó sẽ, cái cây này nó đang tiếp tục là mọc nhánh này. Thì có 5 nhánh và mỗi nhánh, cây mà càng nhiều nhánh thì nó sẽ sản xuất nectar nó càng nhiều. Và mình sẽ để tiếp tục xây dựng như vậy. Còn cây nào cũng được khai thác á. Mình đến phá này ra. Đào cái chỗ băng tuyết này ra. Và giúp mấy cây này nó mọc được nhiều nhánh hơn. Cây mọc được nhiều nhánh. Ở đây có quả ta. Băng nó lấp hết trơn luôn à. Mỗi lần có mưa sao băng là hình như là cây nó mọc ra thế đó. Lúc đầu mình thấy còn vài cây thôi à, mà sao giờ nhiều lắm. Để bạn coi này, phần trăm này nhảy lên trông thấy luôn, đó 73 này. Mỗi lần là nó sản xuất được 20 kỳ nữa. Và trời tối thì nó không sản xuất nữa. Cây đã chết rồi. Thôi sao, không sao ạ. Chưa cần trồng đó, trồng mất công. À, nó đang tiếp tục nghiên cứu bên này. Cái này xong rồi là mình có thể là phá chỗ này ra để mà có thể đi sửa đồ bảo hộ. Chỗ này mình tạm thời thôi. Sau này mình sẽ xây lại một cái phòng thí nghiệm cho đàng hoàng. Mình sẽ xây một cái mặt cầu ở đây. Đủ dây điện vào. Dây nguồn điện chính. Tạm thời là chắc phải làm vậy đó. Và sau đó mình sẽ xây một cái máy tính chế ở góc này. Xây ở trong này là phải xây bằng gốm. Xây góc này đấy. Đủ dây điện vào. Xây lên thêm một đường nữa. Đó, như vậy. Và cái đường ống nước này ra thì mình sẽ xây bằng nhôm.
cô ban cũng được, cô ban đấy cho nó hay, và nó sẽ chạy ra như vậy, nó làm mát nước và quay trở lại. Đó là cái cách để sản xuất cái hệ thống này. Ở đây mình sẽ xây hai cái thùng chứa, một thùng để chứa vôi, một thùng để chứa sắt, và sau này mình sẽ xây một cái máy gấp vật liệu ở trong này. Ở đây mình nên phá cái thang này. Trong này sau này mình sẽ phải bơm thủy ngân. Đúng rồi, sau này bơm thủy ngân vào, thủy ngân này dẫn nhiệt tốt lắm, chỉ thua supercoolant thôi. Đấy, đồ dẫn nhiệt của nó tới 8.3 luôn á, xịn sò luôn. Và đây mình tiếp tục đi kiếm thủy ngân đã. À, mình sẽ xây ở đây một cái thùng, sau này sẽ đổ thủy ngân vào đây, một cái máy bơm thì sẽ cần có một máy bơm. Chỗ này mình sẽ xây một cái bắt câu đó, như vậy đó, cắt ống như vậy là hết. Sau này mình sẽ bơm thủy ngân từ dưới này lên. Chạy ngang qua đây đó, như vậy là chuẩn, dây điện có sẵn luôn rồi. Đây mình sẽ đổ thủy ngân này. Chỉ cần 4 pin, mỗi pin là 200 kg, 4 × 2 bằng 8. Cái máy này nó sẽ mỗi lần hoạt động là nó sẽ cần tới 800 kg chất làm mát. Thì mình sẽ bơm thủy ngân vào. Xin sau đó giờ mình mới biết là tác dụng của thủy ngân này. Sau này mình sẽ dùng thủy ngân để mà làm chất bảng dẫn này. Đừng có bơm được vào nhá. Đó, như vậy là bơm thủy ngân vào, đẹp chưa? Tiếp tục, như vậy là đẹp đó. Thủy ngân màu xanh cũng dễ thương này, màu xanh dương. Cái này hiện tại đang bị ngập, để hết ngập rồi sao đó. Như vậy là chưa đủ. Ở đây mình sẽ xây phá cái dây này và xây thêm cái đoạn này dây vào. Và như vậy là hoàn chỉnh cái hệ thống điện tạm thời của mình. Được rồi, hệ thủy ngân rồi ta. Cho nên mình nhớ có thủy ngân mà. Thủy ngân ở đâu đây? Đây. Mình sẽ phá chỗ này ra. Rồi mình quẹt tay. Mình nhớ ở đây có thủy ngân đóng băng. Thủy ngân là cái nào ta? Cái cục thủy ngân của mình đầy đường. Đó, mình sẽ dùng cái thủy ngân này. Coi lại chứ thủy ngân là sao cho tìm ra thủy ngân vô lý đấy. Tiếc. Tôi để qua đây quẹt tay này, chỗ này khoáng được. Làm như vậy. Wolfram. Khoan đường. Thủy ngân mình đào ra hết trứng rồi. Ở đây. Đây là quặng đó. Quặng thủy ngân. Bên này vẫn là đường.
khoan, nếu mà bơm vào dưới thì sẽ ăn được. Thêm hai bình nữa là vừa, hai bình nữa thôi. Ba mươi hai gram dưỡng cá. Thì ngân là đọt bắn rồi. Đem xuống như thế này à. Cái này mình sẽ quẳng kiếm loài. Thuyền ngân mình sẽ dọn dẹp vào đây này này. Thay vào đó mình sẽ bỏ thuyền ngân vào đây. Thì sau khi bỏ vào đây thì nó sẽ tự động bị chạy, tại vì do nhiệt độ đây cao hơn. Quẳng kiếm loài tinh chế thuyền ngân. Cái này chắc là thảo được rồi. À không, không thảo. Thảo đây, được rồi. Mít bộ bộ. Bộ nắm thằng này làm việc mà sống thì thằng nó tới cả. Một tầng hai. Hai trăm ba mươi mấy gram. Còn hai thằng, ba thằng đang làm nữa. Năm trăm ba mươi mấy. Rồi, được rồi. Thủy ngân này. Thủy ngân này là sắp mình xây một tấm tản nhiệt bằng thủy ngân đi. Một tấm thôi là được rồi. Đây mình sẽ xây thêm một cái thùng. Một cái thùng để chứa thủy ngân. Đầu vào như vậy. Cục thủy ngân này sau khi xây xong thì nó sẽ mất nhiệt và nó tạo thành chất lỏng. Và được bơm vào đây. Và chất lỏng thủy ngân dư thì mình có thể là xây kiểu gì mà lâu ghê vậy ta. Đó, như vậy là được mà. Bên này cũng sắp đủ rồi. Chắc là được rồi đó. Đó, như vậy là bơm thủy ngân vào đây. Chỗ này đủ chưa? Thêm một xí nữa. Dư xì được không sao cả. Đây là 720, 780 vẫn còn thiếu. Đó, như vậy là được rồi. Nước biển, ở đây nước biển. Ở đây thủy ngân đâu ra á? Giờ người cá. Vậy là phải đi xe ghe vòi lại. Đấy, khả năng chạy xuống dưới nha. À, như vậy là chuẩn. À, cái máy này có một chút vấn đề là nó đang bị ngập. Thì để hết ngập là mình có thể dùng cắt là mình có thể phá cái này ra. Rồi mình xây lại. Phá ra xong mình xây lại liền đó. À không, cũng được rồi. Cũng được, cũng được. Chẳng đời à. Giờ chờ này tán à.
xong cái cắt rồi. Đó, sản xuất nãy giờ mình vẫn được 3 tầng 3 nhựa rồi. Xịn xò. Cây tự nhiên thôi, mình cần phải là đi trồng cho mệt. Cây này chỉ cần trồng tự nhiên là được rồi. Sau này mình sẽ cố gắng ở à đây nè, thủy ngân con này. Chào ơi, trời ơi. Nó nằm đây mày tìm đi tìm tìm cả buổi tìm ra. Nó giống cái thằng hát dựng thật này y chang luôn, khác màu thôi. Ở đây mình sẽ đổ thủy ngân vào. Và lúc nào có thì nó sẽ vào cái thùng chứa này của mình. Cái này mình sẽ cắt ra, phá cái này ra. Cô bán 127 độ. Được vẫn là nên mình sẽ dọn dẹp tất cả và bỏ kim loại tinh chế, vật liệu tinh chế, kim loại tinh chế. Đây mình sẽ trừa thằng cô bán lại là được. Đó, như vậy là xong. Ở đây có cục bắn, mình sẽ phải thử lại dùng cái cách này xem. Mình phải thử giờ hiện tại nếu mình không có làm được này ra thì cái cái này nó sẽ không hoạt động được, và không hoạt động được thì chắc là mình phải xây một lớp gạch như thế này. Đó, như vậy là nó hết rồi này. Mình sẽ cho sản xuất thép tốc độ cao lên, nhanh 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 nhanh, nó truyền được nhiệt độ thấp ở chỗ này. Làm việc lè lên. Đào đúng rồi, xây đi. Mình sẽ xây lại. Nếu được thì mình nên xây gạch này trước, tại vì nó bị ngập nữa rồi. Không có chui được á, chui được một xí thôi là được rồi. Khó chịu ghê ta. Tức ghê. Đường, nghĩa là đường. Làm sao để sản xuất cái máy này đây? Khoan, có một, phải có một cách gì đó. Cắt đó. Không quẹt được cái nước nào vậy ta. Hãy xây đây một cục gạch nữa. Thử coi, thử coi. Phải có cắt, mình sẽ tìm ra cắt. Mình sẽ giảm làm cho cái mực được hiện nay nó sẽ bị giảm, cục cắt này nó sẽ rớt lên đây này. Sau khi hy vọng là nó sẽ làm cho cái chỗ nước này ít lại, mình có thể quẹt hay hay làm gì đó tương tự. Chờ tôi để nó phá cái này ra đã. Đó, quẹt được rồi. Mình chỉ cần quẹt đấy thôi, quẹt ngay được. Rồi, được rồi. Nó cho tôi điện là vận hành cái máy này một vài lần thôi. Là nhôm nữa, 50. Sắt, 50. Như vậy là mình sẽ bỏ quặng nhôm sắt vào đây. Quặng kim loại. Mình sẽ bỏ quặng đồng nhôm sắt. Sao chạy cài đặt vào đây luôn. Ở đây mình sẽ làm thêm một thùng nữa. Đó, như vậy đây. Chỗ này nóng lên tức khắc luôn mà. Đâu rồi? Chất lỏng sáng đó.
mình thấy có cái cục này ra rồi mà. À rồi à. Khoan, nghiên cứu của mình xong luôn rồi, như vậy là mình có thể tạo tựa đề vào đây, đi sửa đồ đi. Đồ bị mất điện, chỗ này bị mất điện, không phải mất điện mà là đồ hư, toàn bộ đã bị hư. Điện thì mình chưa nổi lại, phá chỗ này ra đó. Mấy bác biết cái nếu mà xây cái ván này ở phía dưới thì nó sẽ giúp tụi mình là phá khí CO2 luôn. Đây là một trong những cái mẹo mà không có ai nói đâu, và mình tranh thủ mình sẽ xây vào đây và nó sẽ giúp phá CO2 ở khu vực này. Lè lè đấy mà, hay như đang làm được nữa nó mất mất tích luôn. Sau này mình sẽ xây ở đây một cái máy gấp vật liệu thì bằng thép, chỗ này phải bạn xây bằng thép rồi. À, cái dây đồng này, dây sắt này, sau lắc máy đó, à, nó sẽ được xây như vậy. Cái này nó sẽ mình sẽ bỏ những vật liệu cần thiết trong cái máy này và có thể cho tôi để vận hành. Chỗ này nó trở thành hơi được rồi, lúc đó mình mới làm. Đó. Sáu sửa nữa. Tiếp tục sửa chữa đấy chứ. Sợi lâu của mình còn 11 sợi má, 11 sợi. Đó, nước này ra này, thủy ngân nó ra là nhiệt độ cao đó. Và mình sẽ phải thủy ngân này, thủy ngân là có một cái ưu điểm là nó sẽ bị bốc hơi nhiệt độ là rồi. Thủy ngân là 356 độ thì mình sẽ không bao giờ được để cái nhiệt độ cao hơn, nhưng mà trên này mình có tô bin để xử lý rồi, mình sẽ không lo. Mình sẽ tập trung lại. Cái này thủy ngân này dẫn nhiệt tốt lắm nên nó vừa ra cái là nó sẽ truyền nhiệt ra ngoài liền. Tôi để nó đi sửa đồ rồi ta. Chúng ta xây AB để cung cấp vật liệu ra chơi cái gì ta. AB nó đang đi làm cái gì đấy. Lâu của mình còn 11 đơn vị không thể tới à, tôi đều có thể tới mà. Chắc là nó đi làm nhiệm vụ nữa chứ. Chắc là thiếu sợi lâu đó, chuyện đi. Thiếu sợi lâu nó không chịu làm. Nhiệt độ ở đây lên tới 60 độ rồi. Đi nó xây đi làm. Đi nó xây đâu. Trong lúc đi lấy sợi lâu nó cũng tranh thủ nó đi phá cục gạch. Giỏi thiệt á. 13 sợi. Đừng có vứt giữa đường nhá.
rồi giỏi đó, chính xác. Cửa này tạm thời mở ra đi. Như vậy là cũng chuẩn rồi, hôm nay thiếu phân bón này, tôi để nó không được không ra ngoài được, cái giờ thiếu phân bón luôn, cái này mình sẽ giảm tốc độ lại bá thôi. Oxy của mình thì quá trời luôn, dùng được bao giờ hết. Đi thì lấy từng cái gì như vậy, từng chờ một chút nữa là được. Cái này mình sẽ bỏ vôi này, cái này là khoáng sản thô, nó gồm có vôi fossil với thêm cái vật liệu tinh chế. Vôi là gì với nó đó, khoáng tiêu dùng. Đó, như vậy là được. Đồ 16-13 đồ. Đó, có máy cung cấp vật liệu luôn. Xin đó, xin so. Cho xua này làm việc cũng được á. Chờ nước này hỏa bốc hơi đã, lúc đó mình mới làm tiếp. Chỗ này mình sẽ phải bỏ một cục đá đấy, bỏ một cục đá để cho nó có ánh sáng nó làm thức ăn. Ở đây hai cục thì hơi bị lỗ này, mình còn cục đá nào nữa không ta? Chắc lấy mấy cục này đi, mấy cục này để phí quá. Cây này ngắn thua rồi, coi đây nè, 75, 76. Tức là mấy cục đá này thực sự nó không đủ, không đủ được ánh sáng. Mình sẽ bỏ đây một cục. Bỏ đây cục đá thì nó sẽ có ánh sáng và nó sẽ giúp tôi để làm việc nhanh hơn. Sau này mình sẽ xây một cái đèn ở đây. Có cái máy này mà tôi đi vẫn phải làm việc. Rồi có thằng nào cầm cục đá đi chưa? Rồi. Đó, có ánh sáng như vậy là đẹp. Nhiệt độ đang lên đó. Đó. À, chắc phần sau mình sẽ bắt đầu là xây một cái chỗ đại sảnh ở đây. Chỗ trên này có thể là chỗ nấu ăn. Đại sảnh là gồm có chỗ dự trữ thức ăn và chỗ để nấu ăn. Mình có khí tự nhiên rồi, sau này thì mình có thể là dùng để nấu ăn luôn. Và nhiệt độ ở đây lên tới 70 độ rồi. Đó, như vậy là mình sẽ có mấy cái nguyên liệu cần thiết đầu game để mà có thể sản xuất nâng cao hơn. Có hệ thống tự động của bàn này cũng đang được được 3 tấn rồi, 34 cycle nữa. Ở đây có cục đá mà mình quên làm này, tạc đây, tạc trước rồi mình sẽ đem xuống như thế này để mà trang trí. Rồi
Bây giờ mục tiêu của mình là sau này mình sẽ làm một cái chỗ để chứa thức ăn trước, tại vì thức ăn hiện tại của mình đang sản xuất nhiều á. À, chỗ này thì của mình thì cũng tạm được rồi. Thế nên mình sẽ dọn dẹp đi nè. Nếu cái dưới này càng ra thì mình sẽ nổi được đồng ra cho nước ra và bắt đầu tiếp tục là điện phân luôn. Nước này để cũng để làm gì, trong này thì có thủy ngân và nước biển à, chết rồi. Đường ở trong này phải dây điện ngay đi luôn. Mình sẽ không đổ nữa, mình sẽ phá van phá này ra, quẹt nước và phá hai con gạch này, phá cái điểm này luôn. Và mình đã làm được tất cả những gì mình cần làm rồi. Rồi, à, mình sẽ chắc là phần này mình sẽ dừng ở đây luôn. Tháng 6 thì mình sẽ cố gắng xây một cái nhà bếp ở đây. Mình có một mình sẽ xây nhà bếp chắc chắn rồi. Ở đây mình có hydro. Hydro mình sẽ bơm ra và xây để làm chỗ cất giữ thức ăn. Phần này là tạm thời như vậy thôi. Mình sẽ lấy cô bán này xây một bộ đồ dưỡng khí để bỏ vào đây cho đủ. Như bị thiếu à, cô bán bộn bộ là vừa. Đã được lên 80 mấy độ C rồi. Rồi phần sau mình sẽ xây nhà bếp. Bạn nào muốn biết cách xây nhà bếp như thế nào cho hiệu quả thì nhớ đón xem ở phần sau. Phần này thì mình sẽ xin tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại mấy bạn nhé. Mời bạn nhớ tiếp tục theo dõi và mình sẽ xin tắt video ở đây luôn.